làm người trên thiên hạ, thì luôn kiên nhẫn, vui dân thân, khiêm nhường mà phục vụ tha nhân, sống hiền thân. Ai theo gương ta mà muốn làm người trên thiên hạ, thì luôn kiên nhẫn, vui dân thân, khiêm nhường mà phục vụ tha nhân, sống hiền thân. Người tiếp đón trẻ thơ đây, vì danh của Thầy, là tiếp đón chính mình Thầy, và còn là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Ai theo bước ta mà muốn làm người trên thiên hạ, thì luôn kiên nhẫn, vui dân thân, khiêm nhường mà phục vụ tha nhân, sống hiền thân. Ai theo gương ta mà muốn làm người trên thiên hạ, thì luôn kiên nhẫn, vui dân thân, khiêm nhường mà phục vụ tha nhân, sống hiền thân. Trên thiên hạ thì luôn kiên nhẫn, vui dân thân, khiêm nhường mà phục vụ tha nhân, sống hiền thân. Ai theo gương ta mà muốn làm người trên thiên hạ, thì luôn kiên nhẫn, vui dân thân, khiêm nhường mà phục vụ tha nhân, sống hiền thân. Nguyện theo bước Thầy đi qua ngàn phương và muôn nẻo đường, dù gian khó vương đầy trời, nhờ lời Thầy soi lối sẽ đổi thay đời. Theo bước ta mà muốn làm người trên thiên hạ, thì luôn kiên nhẫn, vui dân thân, khiêm nhường mà phục vụ tha nhân, sống hiền thân. Ai theo bước ta mà muốn làm người trên thiên hạ, thì luôn kiên nhẫn, vui dân thân, khiêm nhường mà phục vụ.